Rồi mới lên chiếc 60 xong 500. Giờ bắt đầu tiếp tục. Chạy nổi vầy xuống trước. Đây, xe 17 đây. Ê, quên này có Đắk Lắk nè. Quên cái tao điện mất công gửi ra nữa. Cái môi dướng rồi. Giật cái môi ra mới được. Nó bớt đồ ra để lên cái cọ này uổng lắm. Giật ra luôn đi. Ra luôn cái bẩn luôn đi. Em ơi. Khoan với anh dẫn. Rồi, tháo xong rồi, tháo ra giờ lên máy yên tâm hơn. Rồi xong. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Bữa nay 2 chiếc. Mai 1 chiếc nữa. Rồi. Cập nhật tình hình máy ngày 7 tháng 8 đi. Nay mới về thêm luôn 11, 12 chiếc nữa nè. Đây, sau đây là những cái máy đã bán. Máy đang chuẩn bị lên máy đi về. Thì cái đợt máy 17 tháng 8 này về thì nó giá nó hơi, cái máy nó đẹp á, cho nên nó tầm 350 trở lên không à. Còn máy rẻ chắc cái hãng các bác tuần sau nữa. Nó có máy rẻ. Đây là mấy cái máy cuộn rơm này. Mình cũng mới về thêm mấy cái máy cuộn rơm thực hành đó. Máy nguyên si nhập từ Trung Quốc. Đây. Máy 100% hết luôn. Để mình ráp cho xong các bạn. cảm thấy thích cái kênh video của mình đó, thì các bác ở dưới đây có cái nút đăng ký hay gọi nút subscribe đó. Thì các bác nhấp vào đó là các bác sẽ đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Mình sẽ đăng video từng con máy lên cho các bác xem, từng số khung luôn. Đây là phía trước của công ty. Đây là máy cày Massey Ferguson. Ở đây thì mình còn hai chiếc 105 với máy cày 3608 sẽ không muốn không luôn. Đây là chiếc 105 để 27 hết rồi. Còn cái địa chỉ công ty mình thì ở tỉnh Vĩnh Long. Đây là quốc lộ 53. Các bác nhớ nha, quốc lộ 53. 167 quốc lộ 53. Còn cái số điện thoại này thêm số 2 chính giữa ngay chỗ đây nè, số 0 và số 7 á, là các bác sẽ gọi được. Thì đổi máy, mới đổi máy dùng đây. Đó. Ngay chính giữa số 0 số 7 02703. Quang cảnh công ty. Đây hiện tại bây giờ mình có nghe một số phản ánh là nói một số đơn vị tự mạo nhận. Rồi, các bác chỉ nhớ mình chỉ có một công ty ở tỉnh Vĩnh Long, không có chi nhánh bất cứ ở đâu hết. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, bữa nay về cái lô máy 12 chiếc, bữa nay là ngày 17 tháng 8. Đây. 17 tháng 8. Mới về trước được cái máy gặt với lại cái máy cài. Vậy để chuẩn bị xuống. Rồi, nó tắp cho con nữa đây. Này số khung là cũng mấy khách đã xa tới cũng đang đợi máy về. Lấy lúc này là lấy nóng hổi luôn, nói gì tới. Đây số khung. Rồi. Máy này còn vậy chứ. Để vậy luôn, để vậy luôn, tiện nè. Để vậy luôn đi. Để vậy gọn nè. Chạy vô trong luôn đi cho chống chỗ. Vậy cũng được hả cậu? Vậy là em luôn á. Cái này đẹp nè, cái này đẹp. Rồi cái tớp này thì nó về trễ hơn xíu nha. Đây, cái cạc phà. Rồi, ngừng video đâu đây, chút nữa mình làm video cập nhật máy sau nha. Cảm ơn các bác.